thực cảnh không gian sống ở quê nhà của Sao Việt, nhà nam em nam anh sử dụng toàn đồ gỗ, cơ ngơi của Jack lọt thỏm giữa rặng dừa. Ăn sinh nhật Thái Văn Dắt. Đây là cái phòng mà tối nay anh em sẽ ngủ ở đây. Tối nay anh em sẽ nghỉ ngơi ở tại nhà của Dắt. Nam em nam anh. Nam anh và nam em đã cùng nhau trở về quê nhà tại Tiền Giang để làm từ thiện và chăm lo cho ngày giỗ của ba. Khi đó nam anh cũng đã khoe không gian cơ ngơi ở quê của gia đình. Được biết căn nhà của hai chị em nằm ở khá xa trung tâm thành phố. Nhìn từ bên ngoài đây là một căn nhà đơn sơ giản dị nhưng đầy đủ. Gian nhà chính gây ấn tượng với phòng thờ khang trang, nội thất được làm bằng gỗ. Bên ngoài còn có khoảng sân vườn khá rộng rãi. Được biết người anh ruột của mỹ nhân gốc Tiền Giang sống tại căn nhà ở quê này, còn hai chị em cô và mẹ sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Thỉnh thoảng họ sẽ về thăm quê nhà vào những dịp đặc biệt. Ngọc Châu. Một người đẹp khác cũng có căn nhà khá đơn sơ ở quê đó chính là Hoa hậu Ngọc Châu. Gia đình đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 sống trong một căn nhà cũ kỹ nằm ở một huyện nhỏ ở Tây Ninh. Ngọc Châu nhiều lần gửi tiền về ngỏ ý xây lại căn nhà, nhưng người thân không đồng ý vì cảm thấy không gian như vậy là đủ sống. Chị gái Ngọc Châu chia sẻ, nhà hiện tại thì ở cũng được rồi, chẳng qua kinh tế Châu cũng ổn định. Châu cũng muốn lo cho mẹ mình ăn nhiều chứ ở nhiều. Khu nông thôn ở vậy thì cũng được rồi. Mẹ nói nhà vẫn còn ở được, sửa chi tốn kém để tiền đó lại, rồi còn muốn làm gì con làm để phòng thân. Khi nào nhà sập sệ quá thì hãy sửa, chị cũng nghĩ vậy. Nhà giờ thì vẫn ổn, mình cứ để vậy đi. Jack. Trước khi nổi tiếng, Jack từng có thời gian dài sống tại quê nhà Bến Tre. Đây cũng là nơi anh đã sinh ra và lớn lên. Theo chia sẻ từ người thân của anh, từ khi lên thành phố Hồ Chí Minh theo đuổi niềm đam mê ca hát, giọng ca đơm đớm vẫn về thăm nhà, nhưng chỉ vài lần ít ỏi, mỗi lần ở lại cũng không lâu. Được biết, ngôi nhà ở quê của nam ca sĩ khá đơn sơ, nằm lọt thỏm giữa những rặng dừa xanh mát. Thậm chí ba của anh vẫn còn ở và nuôi dê tại đây. Ngoài ra, Jack còn thường xuyên lui tới nhà bà ngoại, mẹ anh cùng cậu thuê quán buôn bán trà sữa gần đó. Sau khi mâu thuẫn với công ty quản lý cũ, Jack kiệt sức nhập viện trở về quê nhà. Thời điểm tâm bão ồn ào, một tài khoản mạng xã hội được cho là người bạn cùng quê với anh chàng đã chụp lại hình ảnh của nam ca sĩ, chia sẻ rằng Jack có ý định buông bỏ tất cả, xa lánh showbiz để về quê bán trà sữa. Sơn Tùng MTV. Dù Sơn Tùng đã chuyển vào Nam lập nghiệp, thế nhưng người thân của anh vẫn sống tại Thái Bình. Gia đình anh ở trong một ngôi nhà khang trang, rộng rãi, tuy nhiên mọi thứ vẫn hết sức đơn sơ. Được biết bố mẹ của nam ca sĩ có cửa hàng buôn bán chuyên. Ngôi nhà nằm trên một con phố khá lớn ở thành phố Thái Bình, được tận dụng làm nơi ở và kinh doanh thời trang. Hầu như đa phần diện tích phía trước là để bày bán quần áo, phía sau có phòng khách nhỏ, đồng thời cũng là căn bếp nơi nấu nướng. Quanh nhà có treo những bức ảnh kỷ niệm gia đình hết sức dễ thương. Nhìn chung ngôi nhà ở quê của giọng ca hãy trao cho anh vẫn rất đơn giản, không quá cầu kỳ như lầm tưởng của nhiều người. Bích Phương. Mỗi khi có thời gian rảnh, Bích Phương vẫn thường trở về quê nhà tại Quảng Ninh. Được biết bố mẹ em trai của nữ ca sĩ vẫn sinh sống tại đây. Một trong những điểm nổi bật có thể nhắc đến khi nói về căn nhà của Bích Phương chính là vườn hoa lung linh do chính bố mẹ của nữ ca sĩ vun trồng và chăm sóc. Từ cổng đi vào bạn sẽ nhìn thấy mọi ngõ ngách của ngôi nhà đều là hoa. Mỗi chậu hoa là mỗi màu sắc dáng vẻ khác nhau. Có thể nói đây chính là điểm nhấn đặc biệt của ngôi nhà. Bên cạnh đó nhờ có rất nhiều cây cảnh, không gian sống của gia đình Bích Phương tại quê nhà cũng mang vẻ tươi mát và sinh động hơn. Dù ngôi nhà nằm ở mặt phố nhưng không hề mang cảm giác bước bối. Trường Giang. Là một danh hài nổi tiếng, Trường Giang sở hữu khối tài sản khủng, cơ ngơi tại quê nhà của anh cũng khiến fan trầm trồ. Trước đây nam danh hài cũng từng sống trong căn nhà khá đơn sơ, tuy nhiên sau khi có sự nghiệp vững chắc, ông xã Nhã Phương và một số anh em ruột trong gia đình đã cùng nhau xây dựng một căn nhà mới để tặng ba. Cơ ngơi mới tại quê nhà của Trường Giang là căn biệt thự khá hoành tráng và xa hoa. Khán giả nhận xét rằng nhà của nam danh hài chẳng kém gì với khách sạn 5 sao với diện tích rộng rãi, thiết kế hiện đại. Bên trong biệt thự còn có cả bể bơi, sân vườn để cả gia đình thư giãn và vui chơi. Khán giả khá bất ngờ khi có dịp chiêm ngưỡng không gian sống tại quê nhà của các sao Việt, dù đơn sơ hay hoành tráng thì đó cũng là căn nhà đầy yêu thương khi các nghệ sĩ trở về bên cạnh những người thân yêu. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.